là một trang trại. E-I-E-I-O. Trên trang trại vài ba con bò. E-I-E-I-O. Bò được kêu mu mu và bò kêu mu mu. Đây mu kêu mu khắp mọi nơi mu mu. McDonald là một trang trại. E-I-E-I-O. Ông McDonald là một trang trại. E-I-E-I-O. Trên trang trại vài ba con gà. E-I-E-I-O. Gà thì kêu chít chít và gà kêu chít chít. Đây chít kia chít khắp mọi nơi chít chít. McDonald là một trang trại. E-I-E-I-O. Ông McDonald là một trang trại. E-I-E-I-O. Trên trang trại vài ba con lợn. E-I-E-I-O. Lợn thì kêu on on và lần kêu on on. Đây on kia on khắp mọi nơi on on. McDonald là một trang trại. E-I-E-I-O. Ông McDonald là một trang trại. E-I-E-I-O. Trên trang trại vài ba con vịt. E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quắc quắc và vịt kêu quắc quắc. Đây quắc kia quắc khắp mọi nơi quắc quắc. McDonald là một trang trại. E-I-E-I-O. Ông McDonald là một trang trại. E-I-E-I-O. Trên trang trại vài ba con cừu. E-I-E-I-O. Cừu được kêu ba ba và cừu kêu ba ba. Đây ba kia ba khắp mọi nơi ba ba. McDonald là một trang trại. E-I-E-I-O. Hãy gặp gỡ các chú chuột Hickory Dickory. Hickory Dickory đó, chúng ta chơi lên đồng hồ. Đồng hồ điểm 1. Chúng ta chạy xuống. Hickory Dickory đây. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory Dickory đó, chúng ta chạy lên đồng hồ. Đồng hồ điểm 2. Chúng ta ngã xuống. Hickory Dickory đây. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory Dickory đó, chúng ta chạy lên đồng hồ. Đồng hồ điểm 3. Và chúng ta trốn. Hickory Dickory đây. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory Dickory đó, chúng ta chạy lên đồng hồ. Đồng hồ điểm 4. Chúng ta ngã xuống. Hickory Dickory đây. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory Dickory đó, chúng ta chạy lên đồng hồ. Đồng hồ điểm 5. Chuột lại ngã xuống. Hickory Dickory đây. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Hickory Dickory đó, chuột ta chạy lên đồng hồ. Đồng hồ điểm 6. Chuột lại ngã lăn. Hickory Dickory đây.
chào các bạn nhỏ. Bạn có biết những gì đã xảy ra với Humpty Dumpty không? Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Thật tội nghiệp Humpty Dumpty, tôi hy vọng anh ấy sẽ mau khỏe lại. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường. Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Hãy nhìn vào những chú heo con đó đi. Năm chú heo con trên giường nhây lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhây lon ton. Bốn chú heo con trên giường nhây lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhây lon ton. Ba chú heo con trên giường nhây lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhây lon ton. Hai chú heo con trên giường nhây lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhây lon ton. Một chú heo con trên giường nhây lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: bé con trên giường không được nhây lon ton. Nhìn kìa, đó là một con nhện đáng sợ. Nhện XTBC đi lên trên vòi nước kìa. Và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong cô một cơn mưa rào. Và nhìn XTBC tiếp tục lại leo lên vòi. Ô, con nhận thật là vui. Nhìn XTBC đi lên trên vòi nước kia. Và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong khô một cơn mưa rào. Và nhìn XTBC tiếp tục lại leo lên vòi. Con nhện không bao giờ bỏ cuộc, đúng không các bạn? Nhìn XTBC đi lên trên vòi nước kia. Và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi sáng hong khô một cơn mưa rào. Và nhìn XTBC tiếp tục lại leo lên vòi.
chúng ta hãy đi gặp Jack và Jill. Jack và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Jack ngã lăn và nói đau đau, và Jill cũng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Jack liền nói với Jill, hãy nắm tay anh và đứng dậy. Phút sạch bụi đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Jack và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Mang nước sạch trong về cho mẹ yêu, cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Jack bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Jack quấn đầu anh ngay với sấm ăn và giấy nâu. Và Jill nhìn thấy cô ấy cười to khi thấy chắc quấn quanh trên đầu. Jill bị mẹ la đánh đòn thật đau, bé cười anh chắc đang khổ đau. Jack và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Jack ngã lăn và nói đau đau, và Jill cũng tiếp tục ngã. Johnny là một cậu bé nghịch ngợm. Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không, không papa. Nói lao phải không, không papa. Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không, không papa. Nói lao phải không, không papa. Mở miệng ra mau, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không, không papa. Nói lao phải không, không papa. Mở miệng ra mau, ha ha ha.